bầu trời bao la cùng biển cả mênh mông, hài hòa với những phiến đá nhiều hình thù độc đáo. Resort Ngọc Sương được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng tại miền Trung, là nơi dừng chân tuyệt vời cho những ai muốn rời xa chốn thị thành, xa cái nắng gay gắt để chìm mình vào làn nước xanh biếc, lắng nghe khúc hát triền miên của gió và sóng để tâm hồn như lạc bước chốn thiên đường. Resort Ngọc Sương hay còn gọi là Yến Highway Resort nằm ở thôn Bình Lập, xã Cam Lập, cách thành phố Nha Trang chừng 90 km và thành phố Cam Ranh khoảng 30 km. Khách du lịch phương xa muốn đến đây có thể di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, ô tô đến trung tâm thành phố Cam Ranh, rồi sau đó tiếp tục hành trình đến với Resort Ngọc Sương. Được ví von như tiên cảnh của hạ giới, Resort Ngọc Sương là một trong những địa điểm được các nhà làm phim chọn mặt gửi vàng cho đứa con cưng của mình. Đó là cảnh sắc mây trời ảo diệu trong bộ phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ, một góc trời thơ mộng nhẹ nhàng trong bộ phim Mỹ Nhân Kế, hay căng tràn sức sống với bộ phim Đẹp Từng Centimet. Khách du lịch nghỉ dưỡng tại Resort Ngọc Sương ắt hẳn sẽ vô cùng ấn tượng với những phiến đá lớn nhỏ chẳng đồng đều nhau, nhưng lại vô tình được sắp đặt một cách cẩn trọng, rất riêng để mang đến sự độc đáo hiếm có. Ở nhiều bãi đá, du khách có thể ngồi nghỉ mát, tựa lưng nghe hơi nóng bên trong từ từ lan tỏa, rồi giật mình bởi cơn sóng lạnh đang cố ý ập vào để trêu đùa.